Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Từ Phụ Kim Sơn Phật. Dạ kính thưa cô ba đại diện trong gia đình, kính thưa quý bậc lão thành trong đạo thầy uy tín, kính thưa quý bậc giảng viên trí thức hiền minh, kính thưa quý bậc lão thành niên cao tuổi trưởng, kính thưa quý ông bà cô bác và tất cả anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Hôm nay nhân vào ngày kỷ niệm cho người thân cô ba, với tinh thần đoàn kết tình thương một cha, tất cả cô bác trở về đây rất đông để chuẩn bị chúng ta cầu nguyện cho người quá già được phân sang về cảnh giới an lành của Đức Phật. Và với buổi kỷ niệm hôm nay, với tấm chân tình của ban tổ chức sắp xếp một phiên trao đổi Phật pháp nhằm lợi ích cho người sống còn nương theo chân lý lo tu hành và hồi hướng công đức phước báo đến cho người quá già được tăng thêm phần phẩm hiện nơi an thất bảo. Và thiết thị trong cái ngày kỷ niệm hôm nay, phía mặt của con là quý bậc lão thành, nhiều bậc giảng viên trí thức mà con đã từng quen mặt ở nơi đây rất là đông. Đáng lẽ nếu bác với chú lên đây trao đổi là phải hơn, nhưng vì tiền đồ Phật pháp, vì muốn bảo vệ cho đoàn hậu tấn, vì chăm sóc đàn chim non, nên được sự ưu ái của tất cả các bác cho phép cháu lên đây để đem học viết nho nhỏ, tạm làm một công nhân viên để rồi chắc chắn tương lai cùng với tất cả các bác để nền ơn cho tâm bảo cho tổ thầy thông minh một. Vì thế khả năng và trình độ nhỏ đến của cô không làm sao đáp ứng hết nổi những sự yêu cầu trong ban tổ chức và những sứ ngôn vừa qua đã nêu, nhưng tầm ăn lá dâu còn nhã cũng cơ lòng đành ơn cho chủ. Thôi giờ không có mấy cũng tơ, con lời mấy cũng tơ nghe mấy cô chứ giờ đành hết đền hết nổi. Thì giờ đây trở lại trong ban tổ chức thì đã nêu ra trong bố cô giảng để làm cái nhiệm cầu đầu tiên nên chúng ta nào thôi trường, tức là giải đáp nhân dân. Thì thưa quý vị, đức thầy chúng ta bảo việc trải qua nơi nhiêu nhất chúng nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra với lại tháng trưa năm cũ đó vượt qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời còn sống đổi thay, mới ăn tết lay quay đây bắt đầu là mình nửa năm rồi đó, mùng năm tháng năm qua cái ngày đại lễ 71 năm của đức thầy thì đã qua rồi đó, mới ăn tết chưa có gì hết trơn, bắt đầu chúng ta là thêm nửa tuổi nữa rồi. Vậy thì cuộc sống con người hình như chúng ta đã thâu thấm dần dần mãi qua, thấm thoát ngày xanh ghét bạc đầu, đường về cõi thọ thật thơ âu, trăm năm ai giữ thân này mãi, rốt cuộc rồi đây cũng thẳng sầu. Một mảnh tình yêu dần dần qua, yêu thương gầy dựng cửa lên nhà, yêu thương gắn bó tình ân ái, kết mối đồng tâm thật thật hà. Nhưng mà vợ chồng ngắn ngủi chỉ rồi xa, chỉ thấy chơi dơ giữa ái hà, yêu thương rốt cuộc rồi chân dở, xanh hèn nhắm mắt cũng thật thay. Nghĩa là trong cuộc sống này không ai ra khỏi dòng chồng được của thiên nhiên hết, sanh ra rồi chúng ta phải chấp nhận đón vào một hội chứng để đời chấp nhận cuộc đời. Nên lúc mà thầy chúng ta còn ở trụ thế đấy, một hôm thì ông Vũ Thành Thành đặt cái tờ lịch trong buổi sáng thấy bỗng nhiên nằm bệnh hơi, mỗi khi xét định dạ bồi hồi thấm thoát thời gian đến mãi trôi, đạo hạnh chưa tròn đầu đã bạc, giờ nghĩ sao dạ kiếp luân hồi, hay là lần tay này mắt mắt đi luôn, càng xét càng si quá nỗi mò, ba dạng sáu thành ngày ôi mấy kẻ chỉ di tu đạo động sống không muôn. Có một chuyện ở nơi đây với bậc lão thành niên cao tuổi trượng, hàng ngày chúng ta đang tranh thời gian. Hồi nãy con nghe chú Sáu Hưng nói một câu đơn giản mà con thấm thiết trong lòng, ông nói đó, để bây giờ mình tu đó, mỗi khi mình bước đi ra đó là mình phải vì người, mà sau khi trở lại gia đình mình phải chính mình, là mình phải vì mình. Cái câu này tuy là đơn giản nhưng mà nó đã rối rọn cả một kiếp đời tu hành của con người. Nếu như chúng ta không đi thì thôi, đi ra là phải lợi ích cho mọi người mới đi, còn sau khi trở lại quê hương, trở lại nhà mình thì chúng ta phải vì mình, trở lại trong hồn tìm con đường giác ngộ để chúng ta bước lên một cái sự vinh quang của ngài thầy tổ trở lại. Thì vài lời nói mới đầu con giao duyên làm quen cùng tất cả cô bác để trực khởi đi vào chương trình tìm hiểu qua bốn cô giảng được vị sứ luân viên vừa qua đã nêu lên, là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo,
cuộc chi quan thường giết khách tài hoa, nghe chung linh sớm dứt bởi ái hà, kẻo giặc dục cuốn lôi vào bị phụ. Bây giờ bốn câu này cháu nhớ được trích trong cái bài cảm tác đức thầy viết cái bài này năm 1942, gọi là năm đêm ngủ, dài tổng cộng là 97 câu, ngày 29 tháng 6. Thưa quý vị, sở dĩ đức thầy viết cái bài này là vì ông Quý Lực Ngọ nghi quan với đức thầy ta sửa sạn hết trơn rồi. Khi đức thầy về tới nhà của ông Quý Giỏi thì thấy cái già tài hoa diện mạo của thầy, sau đó cho nên cô Năm khởi lập thương thầy, cho nên cổ mới tự động cổ hồi cái cuộc hôn nhân. Chính vì vậy mà Quý Lực Ngọ mới nghi là do đức thầy trở về đây cản trở cuộc hôn nhân, nên đức thầy viết cái bài cảm tác để rồi thanh minh cái nỗi lòng trách hẳn của ngài. Ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện xưa thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân, đem thân mà rứt nợ trần, nhưng mà nợ trần đâu khéo trần ngặt trung gian. Với cái sứ mạng cứu đời vì chúng sanh mà tại hôm nay gỡ lòng ta trong sạch người ơi, người sao chẳng xét lệnh lời thi ngôn, cờ nguy ngựa chốt đánh dồn, trước sau cũng chữ trong tồn an nguy mà thôi. Nhưng mà dài có sao đức thầy nói lên tâm hồn của ngài là phận ta nói nốt Phật tiên, ngợi khen cũng mặt điêu quyền cũng hay, thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng quản trăng gai chi sờn, ít ai nghe rõ giọng đờn của người chức bỏ quán ơn cổ phàm đối với thầy thế thái. Ước xa ngàn gia đình chẳng đói còn mặt chi ai, cha mẹ quê hương đức thầy còn phải xa vắng còn bỏ ông bà, hà tất chi một mối tình đơn giản đối với thầy không có. Cho nên thầy nói đoạn cuối là nện ra một tiếng chu linh cho người trong mộng bị minh lẽ nào, nói trong cái lực nọ thức tỉnh lại là gặm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo. Cuộc đời này là con số không chứ không gì hết trơn. Cuộc chi quan thường giết khách tài qua, nghe chu linh sinh giết bởi ái hà, kẻ giặc dục cuốn lôi vào bể khổ. Câu một, gặm cuộc thế là chữ gặm đó. Chữ gặm là gì? Chữ gặm là si gặm, tức là nghiền ngẫm một cái việc gì cho nó chu đáo, rõ ràng, gọi là gặm. Những bậc thiền gia đã nhập tu thiền, ta mới vào cái phương pháp là chỉ quán để đi sâu vào chánh định. Còn đức thầy chúng ta bảo là chánh định là si gặm chân chánh. Cái chỗ này là đức thầy trước khi nói cái lý luận này và viết lên cái bài này là thầy đã ngẫm nghĩ thật là chu đáo rồi, gọi là gặm, nhìn một cách sâu sắc tỉ mỉ không còn sai nữa, gọi là gặm. Cuộc thế chỉ cuộc là một sự hội hợp nhiều giai có sự cấu trúc với nhau, ví dụ như một cuộc đá banh, một cuộc đá cá, một cuộc vui chơi, một cuộc đá gà. Nhưng mà cuộc ở đây là cuộc thế, tức là chúng ta đã nhập thế vào đời, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm con, làm cháu, là chúng ta đang nhập cuộc hết trơn rồi đó cô bác. Tất cả mọi người đang sống trong cõi đời này là chúng ta đang nhập cuộc hết trời. Nên đức thầy nói là gẫm cuộc thế là ngài nghiền ngẫm sự đời thế thái nhân tình của dạng loại chúng sanh, chẳng qua tuồng mộng ảo. Chẳng qua tức là trên từ chính xác, không hơn không kém, nó là chắc thật y gan vậy, không ai dời đó được. Một là một chứ không có cái hai, ý là cái việc mà đã định liệu trước rồi không bao giờ thay đổi được, gọi là chẳng qua. Tuồng mộng ảo với chữ tuồng là một vở kịch trên sân khấu. Nhìn dạng lên cải lương sân khấu đó, bây giờ chồng có khi dây con, dây cha, dây mẹ, dây vợ. Nhưng mà lợp tới hết với lớp tuồng nó làm sao? Vũ Linh là cũng là Vũ Linh, Tài Linh cũng là Tài Linh. Hồi nãy Vũ Linh là chồng, Tài Linh là vợ. Nhưng mà sau này lần hết tuồng là Vũ Linh là Vũ Linh, Tài Linh là Tài Linh. Vậy thì tất cả chúng ta đang sống cuộc đời đang nhập cuộc thế, cô bác ơi. Mình đang sống trong cái vở tuồng chứ thật sự. Đến chừng mà hết trơn cái màn kịch này thì nghiệp ai nấy đi, đường ai nấy đi. Cho nên lời xưa bảo là phụ mẫu thâm ân chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các chữ phi. Nghĩa là cha mẹ ân sâu người vẫn còn cách biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia xa, nhân tình nào phát chim chung ngủ thì sáng lại con nào tự nấy đi. Hôm nay con là con của mẹ con là con của ba con, nhưng mà hết cái nghiệp rồi thì ba con đường ba con đi, đường con đi. Không có ai quan trái ra hết trơn, là do cái nghiệp trong cuộc đời này ràng buộc với nhau mà thôi. Cho nên đức thầy xác định là giống như cái vở kịch trên sân khấu. Bây giờ mộng ảo là gì? Mộng là cái giấc chiêm bao, ảo là giả dối, là không thật. Chúng ta nằm ngủ có khi mình được giàu sang, chúng ta thấy mình là nhưng mà thức giác rồi, tay trắng vẫn còn trắng tay. Cô bác biết cái giấc năm tha ngày xưa đó, năm tha ký đó, ông Thường Du Phần ngủ về làm quan, rồi thấy Đỗ Đạt Trạng Nguyên, rồi có công chúa 30 năm chinh chiến, đến chừng mà mở mắt lên nằm cái giấc què thì có gì đâu, phải không? Cho nên đức thầy nói thêm là bồi hồi trợ tỉnh năm tha, đường danh nhéo lợi xem ra cái gì. Nhưng mà đó thuộc về mà mộng, mà nó thuộc về ảo nữa. Ảo tức là giả dấu không thật, cái gì mộng ảo. Ở đây là lúc trong cái thể kinh Kim Cang của nhà Phật,
Bây giờ trong đoạn kinh Kim Bảo như thế này, nhất thiết hữu di pháp, như mộng nè, áo nè, bào nè, ảnh nè, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quan. Bây giờ Phật rằng đời ví như xương bọt giữa trời dễ tan, chim bao điện chấp đến gian, đến như thanh sát hơi tàn còn đâu. Nếu chim bao chúng ta ngủ thấy tất cả mở mắt ra là trắng tay, đó là mộng, ảo tức là giả dối, là trò ảo thực. Quý vị thấy những người nhà mà ảo thực gia đó nha, ta xé giấy nhỏ nhỏ nhỏ, ta để cho một cái, ta quậy 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 đến tiền mà mình móc ra giấy 5.000, 10.000, 20.000 nhất hết trơn. Mà nếu như lấy cái đồng tiền này mà vô quán mua đồ mà là mình lột áo mình nói lại, tại nó biến thành giấy rồi. Vậy thì đó là cái sự giả dối của cuộc đời. Chúng ta đang sống ở đây, mình nghĩ là mình, con nghĩ con lào hận, nhưng mà thật sự không có lào hận, là do cái nghiệp mà trở lại đây thôi, nó không đó. Rồi bây giờ như bào, tức là như bọt nước, cái bọt nước nhô lên nhưng mà một lượng sóng nó đánh tan là bọt nước đã rồi. Như lộ tức là mùi sương, sương mù gian lối trong buổi sáng, nhưng mà chiếc ánh nắng con dội vào thì giọt sương nó cũng tan biến. Như ảnh tức là cái chiếc bóng mà nhá một cái hình thì chúng ta đã xong. Cái đấy, cái đồng nghiệp nó dội đến thì cuộc đời mình đã tắt liền. Cho nên Đức Thầy bảo chúng ta gán tu đặng quá thực tiên, tại vì cuộc đời nó là thuộc thức thường. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cái mấy phần nha. Bây giờ trên ba là một cái thích đó, là cái thân mình có thật không, có bác thực tiên, xin thưa không thật. Nếu mà cái thân là thật là con không có bệnh đâu. Nếu mà mình thật đó là mình không có chết. Nếu mà mình thật là chúng ta sống mãi, sống hoài. Nhưng mà thật sự ở đây nó là vậy. Nên ngày xưa thì sư Đàn Thọ ngày nói cái câu như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Tạm dịch nguyên cái bài là bốn câu, bây giờ mình nói cho mau là: thân như bóng chết diệu tà, bỏ qua sư phá chi sư thạnh diệt đời, thạnh si như giọt sư rơi đầu thành. Vậy thì cuộc đời này có gì đâu phải không quý vị? Lời của Đức Thầy chúng ta đã bảo là nhân loại đang sống trong chuỗi ngày đau khổ. Một hôm đó, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật Ngài mới nói là cuộc sống đời của người là bao năm. Vì thứ nhất bạch, đời của con người là 100 năm. Đức Phật nói, ông nói gì xa quá. Vì thứ hai bạch, Đức Phật đời sống con người là 70 năm. Đức Phật nói vẫn còn xa. Vì thứ ba bạch, Đức Phật mạng sống người là 30 năm. Đức Phật nói ông vẫn còn ở xa. Vì cuối cùng bạch, Đức Phật mạng sống con người là một hơi thở. Đức Phật nói ông đã hiểu rằng. Vậy thì mạng sống chúng ta là một hơi thở. Hơi thở này còn là dạng gạch trên cuộc đời chúng ta còn nắm, mà một hơi thở đã ra đi là mất tất cả. Cô bác anh chị em, đời người tuy ba dạng sáu hàng ngày, tuy nói thế nhất một hơi là hết. Chính vì vậy mà Thầy bảo chúng ta đó, rằng tạm giả gạt đời ta, không có gì là thật hết trơn. Đó thuộc về cái thân mình là giả nha. Sanh rồi bắt đầu lấy quay cái tuổi già, già rồi bệnh, cái già cậu chết. Nếu mà thật thì hồi trước giờ quý cụ không bao giờ già. Quý cụ ngày xưa cũng trẻ như con, cũng khỏe như con. Nhưng bây giờ thời gian anh tháng đến mai mòn trong tâm não. Tất cả quý cụ bây giờ tuổi đã cao niên, rồi lần lượt tới con cũng cao niên. Cô bác mình qua đời tiếp tục cũng vẫn là tới con qua đời. Cuộc sống này ai cũng phải tóm lại cái già cậu chết. Đó là cái thân mình thuộc về mặt. Cái thứ hai, cảnh cuộc đời này là giả, không có gì sự thật của ta hết. Nếu cái nhà mà nó thật là cái nhà cắt là ngộ mà không bao giờ ai sửa. Chiếc xe mà nếu như thật là chiếc xe không bao giờ hư. Vợ là thật thì không bao giờ vợ chết. Đất cát dưỡng vườn, chúng ta nếu là thật thì sang dưỡng cho những người xung quanh. Cho nên ở đây nhìn nhận lại cuộc đời, một chiếc cây vàng chứ không có gì hết. Cô bác anh chị ơi, nghe lời Đức Thầy dạy, thấy cuộc đời đó là mộng. Nên ngày xưa đó, những cái bậc mà ta hiểu được cái đạo đó, ta sống trong cảnh mộng mà ta giác cái mộng như thế này. Khi mà bà Trang Tử có qua đời rồi đó, ông Trang Tử không có khóc. Ông rất là khỏe, rất là tỉnh. Mọi người ta mới trách, ta nói tình chồng của vợ mấy mươi năm gắn bó, tại sao ông vô tình. Bà đã ra đời, qua đời rồi, giọt nước mắt tiếc thương gì đối một cái tâm hồn thương mến người vợ. Ông mới nói một đoạn vỗ bồn ca như thế này: thân ta phù thế sự, hảo như quê khai tạ. Thê tử ngã tóc mai, ngã tử thê tóc ngắn. Nhược ngã tiên tử thời, nhất trường đại trí họa. Điền dị gia nhân căn, gia dị tha nhân cư, mã dị tha nhân khóa. Si tử động thường tình, tương thang bị bắt hạ. Thế nhân tiếng ngã bắt quy tương, ngã cứu thế nhân khống đoạn trường. Sự thế khóc mà đắc triển thì ngã thiệt thiên thu liệu chẳng hạn. Ông mới nói đó, thương thai như trò đời, như trần hoa đó, sớm nở là chiều tàn. Vợ ta chết thì ta chôn, mà ta chết thì vợ ta thấy chắn. Si gẫm nhìn cuộc đời mà không khóc nổi. Nếu như mà sự đời mà khóc mà thay đổi được đó, thì ta cũng nguyện ngàn năm khóc muôn dầm. Phải khóc mà bà Trang Tử có sống lại là ta cũng khóc dữ lắm, nhìn nhạt khóc mà sống không có lại được.
Cho nên Ngài đã giác ngộ được cuộc đời bằng cái tác phẩm. Thì bây giờ chúng ta là một người thì lại biết phá và thấy nhìn đời là mộng. Bây giờ thân là mộng, cảnh là mộng, mình bàn hai ý đó thôi. Về chương trình nhất, gẫm chẳng qua tuần mộng ảo, đức thầy suy gẫm nhìn lại cuộc đời này, nói với cái lực ngọ là nói là dắt tim bao là con số không. Vợ con, anh em, chồng vợ như bản thân chúng ta lúc rồi và dạ chung như tín đồ phải thấy rằng cuộc đời này không có gì thật hết trơn, nhất định là phải tìm những cái cặp để ăn vô bên kia. Ngoài cái phù du của trần thế còn có cái gì bất di bất dịch vĩnh viễn trường tồn, đó là đâu cô bác anh chị em? Bao la cảnh thật cổ tiên ở trên đó, đó là cái cảnh thật của mình. Còn bây giờ ở đây nè, đời mỗi đời ơi, được cho năng xá sau đời không tu, xưa tu mười mới là đắc đạo, nay một tu cũng đắc tây phương. Và khuyên lớn nhỏ từ trai đến gái, đây là lời của ngài thanh sĩ. Thanh phàm không tồn tại đừng mê, nơi nhà xưa cảnh cũ nhớ về là chúng ta có cái chân rồi đó cô bác. Bạn đang ngắm, mẹ cha đang đợi, khó mấy cũng gắn về cho tới gặp gỡ nhau một hội này thôi. Nếu chần chờ để trễ qua rồi, ắt sao trải muôn đời không gặp. Vậy thì nơi nhà xưa cảnh cũ nhớ về, tức là thân thiệt ở trên, cảnh thiệt đó là quê hương cực lạc nước vàng. Còn ở chúng ta ở đây, giống như cái lỡ đường dừng chân nơi quán trọ rồi sẽ ra đi, ai cũng phải trở về theo nghiệp. Đó là câu thứ nhất. Qua câu thứ hai, cuộc chi quan thường giết khách tài qua. Nếu như mà ai không thấu rõ cuộc đời là mộng thì chạy theo cuộc chi quan hết trơn. Bây giờ cuộc chi quan tức là cuộc ham thích cái gì mà thỏa mãn trong lòng của chúng ta gọi là cuộc chi hết. Cái đợt đá banh chia game cái gì banh cướp rồi đó cô bác, cái mười mấy người tự dẫn hết trơn là chạy theo cuộc vui đấu cá tiền bạc với nhau thua, bắt đầu cái là ra đây hết trơn. Hỏi cá cái đội ra xin cả trăm triệu mà ra xin là đá hồi đó giờ nghe nói hay lắm rồi, cái này thua cái đội gì đó bắt đầu tức tự dẫn luôn. 100 triệu đâu phải ít đâu. Vậy thì chạy theo cuộc vui của dòng đời là điều chết tất cả. Rồi bây giờ những chào vua ngày đi hoàng, vô chủ vô kiệt, chạy theo tất cả những quân quy mỹ nữ, hôm nay có tồn tại được hay không cô bác xin thưa tất cả? Và nói dòng đời và làng đạo chúng ta gì, nếu như một cái người mà còn thích theo dịp mình, theo danh theo lợi và nhập vào cuộc sống thế gian mà không có một cái tâm hồn chân chánh thì những cái người này rốt cuộc chúng ta không? Ở chỗ này nói ý thôi nghe cô bác mình bàn thì con nói ý thôi. Bây giờ cuộc vui chơi tức là chúng ta chạy theo những cái gì đời thì những người tài hoa. Khách tài hoa tức là những cái người hay giỏi, khách là cái người tạm ở không có thật. Vậy thì tài hoa là những cái hay giỏi trong dòng đời này mà chúng ta đấu tranh để rồi chặt cuộc sống rồi điều ra đây tất cả. Bây giờ qua các con chúng ta, Trung Linh sớm biết bởi ái hà. Bây giờ nghe tức là dùng nhĩ căn bóng nhành một lời nói mà nghe. Trung Linh là tiếng chung với diệu, tiếng chung này nó như một cái lời giáo pháp. Vì đức thầy lời của ngài đó có khi là ví dụ cho tiếng đờn, lời ta khuyên nhủ tạ đờn ba nha. Rồi lời của đức thầy nện ra một tiếng chung linh, tiếng chuông là lời của đạo. Vậy thì nghe chung linh tức là nghe cái tiếng chuông đạo pháp vi diệu của đức thầy. Tiếng chuông này có thể là gọi hồn con người từ mê trở về giác, xóa mờ tất cả sự khổ đau để bước vào con đường an vui. Nguyện tiếng chuông lành không phát trội, tiếp đi địa ngục cũng nghe rằng, nghe rồi thanh tịnh tâm tròn sáng, tất cả chúng sanh Phật đạo thành. Nếu như chúng ta nghe được lời chuông đang rũ sạch một món nợ gì của trần gian, nghe chuông phiền não tiêu tan, bồ đề tâm mở trí tôn quỷ màu, lìa xa địa ngục thảm sầu, khỏi nơi hầm lửa đặng cầu chân tâm, nguyện tu làm Phật chẳng làm độ chung sanh chúng khỏi lâm tai nạn. Đó là chuông. Bây giờ nghe chuông linh chúng ta phải là nghe lời hết trơn những gì đức thầy chúng ta đã dạy bảo trong quyển Sâm Thị Đồng Bộ. Sớm giết bởi ái hà, bây giờ sớm là mau giết, tức là chặt đựng cho nó lòng hồng lượt vượt lâu không chặt cái một. Nếu như mà đình cho đoạn tiệc sẽ cùng chư Phật hiệp chung không, câu này thật sự là hay. Trong cuộc sống này chúng ta quá sức là nặng nợ đi cô bác ơi. Tình chồng với vợ, tình anh em, tình bè bạn, tất cả các thứ tình mà chúng ta đang sống ta thua. Một vị thiền sư ta bảo là sống không giận hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống dương lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa những người chung sống. Sống là động nghe, nhưng mà tâm luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng rất dương. Sống an vui danh đời mãi sanh thường, tâm bất biến giữa dòng đời dạng biến. Đó là cái tâm đang sống trong tình thương mà chúng ta không lệ thuộc của tình thương. Thầy dạy trong cái bài tự tháng á, gắn tình đừng lắm ống trong. Bây giờ nếu như trong cuộc sống này mình nghĩa thì không được gắn tình, nhưng mà nếu như chúng ta ngóng trong quá tức chúng ta sai ra đọt qua bên tình. Bây giờ lấy cái tiếng chung bên sớm nhất tức là chúng ta chặt đứt những cái gì cấu trúc đi. Ái hà là gì? Ái là yêu, hà là xong.
Làm một con người say đắm nó giống như cái dòng sông bao la như biển nước, không bao giờ mình nghe được. Bây giờ tự thể thấy nè, mình ta nói nghe bệnh nó bắt đầu lo thuốc men đủ đầy hết trên. Ai mà nó dám giết mà chuyện canh con cóc vô với một vài thuốc cũng dám uống luôn để giữ cái mạng sống của mình đó. Rồi bây giờ ta trường sanh, nhưng mà cuối cùng cũng có cái gì đâu, con gái con chị em. Rồi mình muốn cái gì, mình tham cái gì, ta nói đi đâu mà nghe ngã cái gầm, bắt đầu chúng ta đỡ mình trước rồi không đỡ ai. Tại vì mình thương yêu mình nhất mà. Đó là gì? Đó là tự thể. Cái thứ hai là cảnh giới ấy, thương yêu chồng, thương yêu vợ, thương yêu con, thương yêu tất cả các gì trong cuộc sống. Cái thứ ba là đương thân ái, thương yêu sống ở đây mà chúng ta mong muốn biết sao mình được làm quan với đồng chúa, làm những cái việc gì mà tài ba trong cuộc sống. Đó là cái thứ. Nghe chung linh nó sống với bạn bởi ái hà. Cái thầy kêu mình nghe cái tiếng chuông kia diệu, vì tiếng chuông này xóa mờ tất cả sự khổ đau, và đó là một nước thang cho con người lên còn vĩnh của hạnh phúc. Mà hiểu được cái chân lý của đạo này thì chúng ta rời khổ cái sự khổ đau. Thật sự các bác nghe anh chị em nghe lời ngài thân sĩ nói, cha mẹ chết thì con rơi nước mắt, vợ chết vợ thì trang chứa gì chồng, mà chồng gì vợ, đôi dòng bị rơi nước mắt ấy từ hồ vô thủy nha. Bốn biển to lên viết không bằng, sanh ly tử biệt vô nhằn, dây quan đáng sợ nợ trần đáng lên. Dạng sự bể ma mê dẫn lối, tranh việc do quỷ phó cầm đầu, giác xong mê nọ còn lâu, ngộ rồi có ái bị khôn tiền. Đức Phật dắt Tích Xa lên trên ngọn núi. Đức Phật hỏi với Tích Xa, con có thấy gì phía trước hay không? Bạch Đức Phật, con thấy phía trước con là một cái bờ biển mênh mông vô tận. Đức Phật nói, này Tích Xa ơi, giọt nước mắt mà chúng sanh khóc trong nhiều đời đó, nó nhiều hơn nước biển của đại dương này. Và con có thấy cái thân của con đó, đang đứng đây trên cái hòn núi này, dồn lại những cái kiếp mà vừa qua đã chết đó, nó cao hơn cái ngọn núi của con đang đứng đây nữa. Vậy thì chúng ta đang thấy cái dòng đời này phải là một cái sự quan trái, mãn say xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Lời ngài thân sĩ bảo đó, những cái khổ từ hồi quá khứ mình đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một chàng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ, biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng thiên đi lết lại phàm, lúc người lúc tú lam nham, cởi sang hết cuộc thăng trầm tiền thăng. Còn đức thầy chúng ta bảo câu chính xác nè quý vị, tóc không trần dài dặn mặt, chinh chiên bởi ái kiếp mày qua. Bây giờ dài dặn mặt là mặt xanh, mặt đỏ, mặt vàng, giàu cũng có, nghèo cũng có, làm vua cũng có, làm quan cũng có, có khi là té xong, có khi lên nhà, có khi là ta mới cuốn hoa đủ thứ cho cuộc đời này. Mới đời trước cánh đòn nó ở, tới đời sau làm tới bị đòn, chết rồi duyên nghiệp vẫn còn, mạnh thì nở chết yếu còn lại sau, cuộc linh chuyển chừng nào mới hết. Nếu chúng sanh còn kết duy quan ở trong ba cõi sáu đàn, giống như giữa bãi chiến trường. Nên bây giờ mình phải làm sao? Chúng ta đã thấy cuộc đời là con số không rồi đó, là khổ rồi đó. Phải thấy được cái khổ, biết cái giấc mộng phải bình tĩnh dậy, thấy lầm đường thì chạy mau ra. Nếu tâm còn chút dần già thì mộng sầu thêm nặng lầm xa càng nhiều. Trần là chỗ chôn thay thiên hạ, trần là nơi đại đọa sanh linh, chung quy nó vẫn phụ mình, mặc dù mình có tận tình thương yêu. Đau khổ với đời nhiều vô số rồi, nhưng gốc cột như nước đổ lá môn, nói nhau đi mãi chẳng còn, đường sanh tử chẳng còn tử sanh. Không ai dạy tự mình cũng rõ, nhưng ít có người tìm ngõ thoát ly. Đường trần cứ nhắm mắt đi, ai sao mình dễ sống liền ngày qua. Nào cái bệnh nè, cái già đục khoét, tới sau cùng cái chết đến tha. Thế là hết kiếp người ta, xong đời ai cũng chỉ là thế. Nguyên cái đoạn của ngài thân sĩ rất là hay cô bác ơi, rất là hay, nó thấm thía đọc tới đâu là mình thấy cuộc đời là chúng ta đã quá khổ là kẻ thường. Nó bây giờ tới kết câu thứ ba này, nghe chung linh sớm giết bởi ái hà, sau khi giác ngộ được trần gian là khổ đau rồi thì chúng ta hãy xa lìa. Chúng ta đang sống mà đừng lại thuộc mộng, đang sống trong tình mà đừng để dính tình, đang sống trong thương nhưng mà lòng chẳng dương, thì người đó đang làm chủ cảm, làm chủ tâm, thì sẽ có một cái ngày ra đi tự tại. Qua cái câu thứ ba, thứ tư, kẻo dập dục bởi khổ, kẻo là tiếng lo ngại sợ. Dập dục là vật chất và sự ham muốn, những cái gì mà mình thấy mình thích được nó thuộc về vật dục hết. Cuốn lôi vào bể khổ tức là thâu hút một cái sự mãnh liệt, giống như mà một luồng gió sấy vậy đó, làm cho con người không bao giờ làm chủ được thân. Có thể một cái luồng gió sấy mạnh, nguyên căn nhà cũng tiêu tan hết chưa. Vậy thì cái dòng nghiệp mà nó sấy, nghĩa là cuộc đời các người cũng đi đích. Thấy 20 năm chưa chắc vững vàng, Đức Phật nói chừng nào mà các ông mà chưa lầm chưa đắc A-la-hán á, đừng tin tưởng vào bản tâm của các ông. Nó có sự thay đổi lúc bây giờ, nó lúc nhiều khi đó tu cô bác anh chị em đó, mới có phát tâm buổi đầu hôm là về Phật, nó bắt đầu có chút xíu là thay đổi khác rồi đó. Niệm Phật được lúc đầu hôm mà đêm khuya muốn dịch nồi cơm có người, một tay bên đây là nắm cánh hoa sen nha, cái bắt đầu cái tay bên đây cái nắm lấy nhỏ như sự đời, đến chừng mà nghe đạo cái muốn tu liền rồi về tới nhà cái lưu vô cái muốn nghỉ.
mình thay đổi gì đó. Nên Ngài Tâm Sĩ đó là biết chừng nào chúng sanh dứt niệm, cứ đổi lòng lưu tiếng liền thiên. Còn Đức Thầy dạy mình thụ nghiệp cái tâm vô thường. Để kể cái mối chuyện ngày xưa đó, có ông thầy kia ông đắc được A-la-hán rồi, thì chú Tiểu lúc nào cũng đi sau lưng gánh đồ, giống như mà Tâm Tạng với Sa-tan vậy đó. Thì ở sau chú Tiểu gánh đồ nặng nhọc cực quá trời, nắng trưa nữa, với cuộc đời bây giờ khổ quá khổ. Một bữa cơm á cũng khó, một bữa mà thọ bát á, ông mới suy nghĩ nhiều thôi, bắt đầu con thầy chích. Ông chờ cái chú Tiểu đi tới, cái nói xin đồ cho tôi, mời ngài đi trước. Chú Tiểu không biết chuyện gì trên, thì bây giờ cứ đi trước. Nhất này đi khỏe rồi, quả gì trên. Tuổi trẻ, tuổi 20 đi tự do, đi ào ào trước á. Suy nghĩ, mình á, còn mới có 20 mà con sớm thì nó uổng quá uổng. Bây giờ nè, người ta nhà cao cửa đất ở trên, mà bây giờ mình đối thân vào cái cửa đạo này, còn không đội được cái nón nữa. Chân cũng không được mang dép nữa, mặc ba sọc mà vàng quét cái thế này rồi ai nhìn nhìn chứ. Tôi nói đây giống như cái người mà chết rồi. Thôi bây giờ nếu có dịp có cơ hội đời làm ăn, thời gian hết tu. Bây giờ các ông thầy nói à, con đứng lại, đừng đi nữa. Các mới giao cái đồ cho chú Tiểu, con đi cứu cái thầy đi trước. Hồi cái chú Tiểu cứ nghĩ sao cái đồ đi làm sao, hồi cái xin mời ngài đi trước giao cái đồ cho tôi. Hồi con nhìn lại đưa cái đồ cho ta đi trước, đi tới đi luôn đi tới hoài không biết chuyện gì hết trơn. Cái chú Tiểu thắc mắc hỏi chứ thầy tại sao kỳ vậy, sao hồi thầy kêu con đi trước, hồi thầy bắt con đi làm sao hoài vậy. Thầy nói ta là A-la-hán, ta đọc được tâm điểm của con. Cái lúc mà con gánh đồ con làm sao đó, con thấy cuộc đời là khổ dặn dẹp vô thường, con quyết tu thành Phật độ chúng sanh, là cái tâm con tâm Bồ Tát. Mà Bồ Tát là ta A-la-hán, con lớn hơn ta, cho nên con phải đi trước ta, sao ta gánh đồ. Đó. Còn hồi cái con đi trước, cái con thấy cuộc đời là khỏe tươi đẹp, con muốn lập gia đình vợ con đó, cái tâm con là chúng sanh, mà chúng sanh làm sao bằng A-la-hán, cho nên con phải đi sao, con gánh đồ. Cho nên cái tâm của mình là gì đó các bác anh chị em. Thầy nói là còn cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thất tình lực dục bắt con người, vi biết bao nhiêu tâm cơ phụng sự trí não cho nó. Rốt cuộc cũng có gì đâu. Nên ngài Tăng Sĩ nói đó, tâm vọng nhất là nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm, như ôm gắn độc mà nằm, thân kia cảnh biết quả lâm lúc nào. Tâm vọng hết mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang, chúng sanh vì nó sáu đàn là chủ linh. Thôi thì bây giờ con tóm kết lại bốn câu này nha cô bác anh chị. Gặm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc chi quan thường giết khách tài qua. Nghe trung linh sinh dứt bởi ái hà, kẻ dập dục cuốn lôi vào bể khổ. Thầy giới thiệu cuộc đời này là vô thường làm mộng, không có gì thật hết trơn. Nếu như người mà đời đó sống theo cái tâm hồn này, chạy theo những cuộc vui ở thế gian mà không qua gì với nếu đạo, thì người đó sau cùng sẽ rước lấy cái khổ đau. Một là thân con người chết đọa địa ngục, hai là tới cái ngày thầy trở lại không có mặt trong long qua, và sẽ đọa lạc làm bùn làm đất làm cái đá trơ trọi của trời chẳng. Thôi đến đây con xin chấm dứt cái đề tài nên ngồi với mọi người. Thưa quý vị, bữa nay thật là linh động ha, và hấp dẫn. Hơn nữa thì lâu lâu nó có một lần mà nói với đến chương trình trao đổi nghi vấn với quý thầy, thì đồng đạo của mình hỏi rất là nhiều câu hỏi trên mấy giấy của chúng tôi cầm lại đây. Thì quý vị mình có thể bữa nay cúng chia trễ chút được không ạ? Ngay đây thì còn khoảng 5 câu hỏi nữa, nhưng mà đồng đạo còn trình bày xong xong rồi tới Tứ Phương. Vậy thì câu hỏi tiếp theo của đồng đạo hỏi trong giáo lý của thầy: cá to mà phải ở ao, bốn ga biển rộng phải nhào cũng xong. Vậy thì cá to là gì mà phải ở ao, cái ao đó ra làm sao? Tại bốn ga biển rộng là cái gì mà phải nhào kiếm xong, xong đó là cái gì? Nhà đồng đạo trình bày cho đồng đạo chúng ta nghe chung. Xin Phật với ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nói thiệt với cô bác, con đứng đây chứ khó. Cá to mà phải ở ao, bốn ga biển rộng phải nhào kiếm xong. Một mai vào được cây đăng khắp trong thế giới thở lòng ước mơ. Nuôi tầm ác điệp lên tơ, nhớ tay lòng phải phước hợp bên lưng. Chớ nhớ hai câu này được trích trong cái bài Từ Giả Lạc Nhân Nghiệp. Bài này dài tổng cộng 144 câu, Đức Thầy viết vào gần tháng 6 năm Canh Thìn. Bây giờ con đọc lại cái đoạn trên. Con rồng mới nửa rút nanh, mà trong bái bánh thác thanh hải hùng. Chừng nào thầy lại gia chung, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Trách dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện quả e thấy mình. Hết nhục rồi lại đến dinh, nghe không thì cũng mặc tình thế gian. Để cho dân sự luận bàn, nếu tu thì phải chọn vàng lựa thao. Rồi mới tới cá to mà phải ở ao, muốn ra điểm nhậu phải nhào kiếm xong. Bây giờ con cá to là con cá gì? Con cá to tức là con cá lớn, cá bự phải không mấy cô mấy chú? Giải đơn giản cho nó dễ đi, cá to tức là cá lớn, cá bự.
mà nếu cá bự thì ở trong ao cô bác thấy khó không? Khó vô cùng. Thấy con người thật là to lớn mà vui vô cái hang 13 có chút xíu thì sao vô được. Nói vô đi nói cho cô bác mình dễ hiểu. Người mà mình ốm đó, mình mới chui qua cái kẻ 13 cái chỗ mẹ đẻ nó dễ, mà mập lù lù địch thủ đúc thịt đó vô đó là cả một vấn đề. Nó khó chịu lắm, qua tôi nói được cái nó cũng sởi mình hết trơn. Thế thì bây giờ con cá to là con cá lớn, phải tìm cá lớn mà ở cái ao lớn thì không có gì, mà cá lớn mà ở trong cái ao quá sức là nhỏ mà ra nó không chịu. Bây giờ con cá to đó là gì? Là tất cả cô bác mình ở đây là chung hết trơn là mình là cá to. Trong bốn loại chúng sanh, ngõn sanh nè, thai sanh nè, thấp sanh nè, quá sanh. Bây giờ ngõn sanh tức là những loại sanh bằng trứng, con gà, con cá thuộc về, xin lỗi con gà. Sanh là những loại sanh ở dưới nước, ví dụ con cua, con cá. Rồi quá sanh tức là sâu có bướm, mà thai sanh tức là chỉ cho từ trâu bò. Nhưng mà cao thọ có trí thông minh nhất là loài con người mình ở đây. Con người mình đang sống ở đây là trong bốn loại chúng sanh, ngõn thai thấp quá, phi tẩu từng ngư, gia vị chi Phật chi lưu, hoặc quá khứ đa sanh phụ mộng. Thế thì trong bốn loài chúng sanh này đều là chư Phật ở vị lai thích chân. Tất cả chúng ta đang hiện diện cuộc đời này là một cái con người mà đang ở trong cái ao chặt hẹp nhỏ như thế này. Phải chăng đây là cái sự khổ, sự giam hãm không có gì? Thầy bảo cái câu này nè: cảnh nhân gian dường thể chốn ao tù ha mấy cô. Vậy thì mình ở trong ao chứ đâu nữa. Cảnh nhân gian dừng thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát nặng. Vậy thì con cá to mà ở trong ao thì nó khó chịu, mình ở đây mà đang sống trong cái ta bà này thôi quá sức là đau thương rồi. Hỏi chứ tất cả cô bác mình hồi đó giờ có ai khóc không? Sao khóc, con còn khóc đây nè. Mình khóc theo lứa tuổi của mình, khóc theo dòng đời, khóc theo cái sự quan trái của thế gian. Nhiều cái nhà mình nghèo quá nghèo đó, muốn có bữa cơm ăn no mà chưa chắc gì không. Muốn có một bữa tính mưa tính gió mà cũng không được. Muốn có một người thương nhưng mà nửa chừng cũng đôi ngã chia ly rồi. Một gia đình hạnh phúc mà nửa chừng đã bị phân tán rồi, phải chăng đây là khổ? Còn thứ sáu việc ly cay đắng người mình thương bỗng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt cầm đìa, lúc trong nhớ buộc tầm thương xót, phải là khổ? Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tục chỗ. Thật sự thì chúng ta đang sống trong nhà lửa, đang sống trong biển khổ, đang sống trong cái cõi trần gian này. Đó, lão, bệnh, tử, đó là bốn cái khổ về thân. Còn tâm của mình là gì? Mưa cầu bắp đắt, tức là muốn không được. Nhiều khi tôi nói cô bác đang nghèo, mình muốn có chiếc xe đạp chạy cũng không có. Rồi bây giờ người mà thương là khổ, rồi dính nhục sang hèn cái cuộc đời này cũng khổ. Giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề sinh tử sợ lo hết nghèo, đó là lời của Ngài Thanh Sự. Biết nhân sanh này nước mắt đã ràn rùa, biết bao người đã ra đi, bao nhiêu người ở lại. Những sự chua cay, những sự phân bố của dòng đời này, con người ai cũng chấp nhận trong cái hoàn cảnh định lực của thiên nhiên, đó là con đường sanh già bệnh chết. Vậy thì tất cả những loài chúng sanh đang sống ở đây là giống như cái loài cá đang ở trong ao. Mà quý vị ơi, một cái thứ hai đó đó, cá mà ở trong ao đó mà một ngày mà nước cạn đó thì cá này khó mà an toàn lắm nha. Nhắc cái đoạn ngắn ngắn này là cô bác không biết trời. Còn hai con sĩ nói cứ hạ sanh thu nước quả đồng, dù cho đô chạch lắc hay bông rủ nhau, cả lũ cùng bơi lội kéo dắt mẹ con lội dắt chồng. Mê mãi lo ăn mồi tép mũi, không chờ nước giật để ra sông. Đến chừng đồng án điều khô cạn thì cả lũ phơi thay giữa biển bùn. Mình đang sống đây sẽ có một ngày nước cạn nha cô bác anh chị em. Đức thầy nói cái câu sau này: sân băng triệt thủy cùng thảm thương ba tấm quá trình, dầm sân trần nước mắt rưng rưng cầm áo não cởi sao cho xiết. Vậy thì chúng ta sống ở đây chờ cái chết, và sống ở đây chờ cái ngày nước cạn, để rồi chúng ta nếu là con cá tốt lội qua bờ được an vui. Đó là cái ý một. Bây giờ cái ý thứ hai đó là con cá to là gì? Được không, chúng ta tâm giác ngộ mà bị trói trong cái thân tài này phải khổ không có gì? Giống như thầy thiên 72 phép mà bị chôn vô cái núi ngũ hành, làm sao được thoải mái không? Cái thầy nói là người mới sanh tánh thiện trời danh, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện. Cái tánh tốt nhưng mà bị phủ dây cái màn lớp của dung minh hết trơn rồi. Ngài Tâm Sĩ nói bản lai tâm lúc nào cũng sáng, niệm trần lao phủ ánh lên mờ.
Đó là do đâu? Là do cái tâm của chúng ta bị cái thân này che lấp, giống như một con cá. Bây giờ tìm cách thoát ly, qua muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông. Bây giờ là trùng hợp với cá rồi nha. Cá mà gặp ta nói nước của Minh Long, ví dụ đang ở cái dũng cái ao nhỏ này mà gặp cái dòng sông đó là cá mừng lắm. Mà muốn lội ra bên đó làm sao? Tức là phải bắt nguồn cái dòng nước nhỏ. Cái đường nước nhỏ này nó lội ra cái nước nhỏ nó mới ra vào dòng sông kia được. Chứ không, từ cái con cá ở chỗ này mà không bao giờ đủ sức mà không có bên kia được. Vậy thì biển rộng đó là gì? Là bờ giải thoát, là cảnh giới an vui. Bao la cảnh Phật cõi tiên, tầm mai liệu trúc ngũ duyên phai màu. Ngũ văn năm sắc năm màu, kìa quy nọ cũng lao sao vui mừng. Văn đề sắc nổ chuyển lưng, kiểu tiên lộ vẻ vui mừng ra con. Hay hoặc là phương nam gạn ngọc chói lò, lưu ly hộ bách mấy tòa đài cung. Dành cho kẻ đồng chung cánh trực, quân cùng thần nắng đức vui tươi. Liên qua đưa nở nụ cười, đức tôi luôn đóng chào người trên tu. Thế gian khóc chốn một tù, thần tiên nhiệt mặt thật tù quá lâu. Đó là cái cảnh an vui của mình. Cái đó là cái cảnh giải thoát của con cá này. Nhưng mà con cá muốn lội qua bên đó phải làm sao? Tức là phải bắt nguồn phải đọc xong. Mà xong đó là gì? Tức là lời chỉ dạy của thầy là quyển suy văn, là sấm giảng toàn cường. Chúng ta đọc được giáo lý của thầy, hành theo giáo lý của thầy, chúng ta vào giải thoát được. Ví dụ như con khổ quá, con đói bụng quá, con muốn no phải làm sao? Tức là con phải ăn cơm con mới no được. Bây giờ là chúng sanh muốn làm Phật phải làm sao? Muốn làm Phật phải tu mới làm Phật. Mà tu ở đâu? Là tu trong giáo lý thầy, chứ tu ở đâu phải tu. Thầy chúng ta là rớt 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 kinh tỉnh hết làm ăn giả này. Đức Phật ngày xưa có gì, hôm nay thầy chúng ta có gì? Tứ đế bát chánh nhập độ dân hạnh, và thường nhất thời xin danh thầy cũng có chung. Nay gặp gốc hãy mau tìm gốc. Đó là con đường chất lượng. Thôi bây giờ trở lại hai câu này. Cá to mà phải ở ao. Câu thứ nhất là muốn nói lên tất cả chúng sanh đang sống trong cái khổ đau này, trong cái tù ta bà này, giống như con cá nằm trong ao, và Phật tánh chúng ta đang chôn vùi theo cái lớp vô minh. Và nếu như mà được thành Phật, được giải thoát, được chứng nhận Niết Bàn, thì chúng ta đó là phải bắt nguồn từ đó đến thầy. Khi tu hành thiền định niệm Phật, quán tưởng gì đó, sẽ có một ngày chúng ta lột hết cái mất này, thì chúng ta bừng sáng, sẽ có ánh mắt trí huệ màu. Chúng ta sẽ giống như con cá lội tất cả các mà bị ràng buộc nữa. Nên đức thầy nói là một mai dạo được Tây Đông, khắp trong thế giới khỏi lòng ước mơ. Chắc này phải cá lội dữ lắm không cô ơi? Lội quá sức lội rồi. Bây giờ chúng ta nghe lời ngài tăng sĩ nói một đoạn về con kết thúc cái đề tài. Màu nhiệm thay khi tâm bừng sáng, được nhớ ra hết chuyện ngàn xưa. Biết lòng người và biết thiên cơ, việc trước biết, việc qua cũng biết. Sáu trăm việc, sáu trần cũng việc. Đủ sáu thông dạo khắp ta bà, chèo con thuyền đại độ sông qua. Đưa sanh chúng sang qua biển ngạn. Màu nhiễm thay khi tâm bừng sáng, như mặt trời phá cảnh tối đen. Những việc mình chưa từng được biết quen, hôm nay hiện trong lòng tất cả. Giờ đó là Diêm Chúa triệu hồi sứ giả, tức là kêu lại, kêu cái ông mà vô thường, cái ông đó hồi trước bắt không được, bây giờ quay về Phật rồi. Đâu có bắt ông được, ông bây giờ cấp trên này. Yếu dễ bị bắt sao? Thiên thần đem lễ cúng dường, đủ sức đi giáo lộ mười phương, đủ phương tiện dẫn đường, sanh chúng được vô lậu thành thông dự dụng, nên không còn khỏi chuyện sai lầm. Còn đức thầy chúng ta bảo là tham chi giả tàm có tiền, như chim vào xích xiền đối thanh, tính xong món nợ làm thân, thốt dòng cương tỏ lọc ấp thang nhẹ nhàng. Tiêu diêu đạo đức lượng vàng, dân du võ trụ là thanh nhàn của tao. Thế thì con chấm dứt đề tài, xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà cô bác đã lắng nghe. Và nếu có điều chưa sơ sót, cũng mong quý vị vì tiền đồ đạo pháp và thân tình bỏ qua cho con xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.